Dạ, em muốn chào các bạn. Hôm nay em có mặt tại dòng sông, em quay xà lan tàu đầu kéo ghe cho các bạn cùng xem với em. Đây là một chiếc xà lan chở đá chạy về cầu Rạch Miễu nè các bạn. Và đây là một chiếc xà lan chở đá mi của Đồng Nai các bạn. Ở đây có thêm một chiếc xà lan chở đá mi trắng rất là đẹp luôn. Xà lan này của Long An, rất là nhiều xà lan của Long An chạy kênh Chợ Gạo này nha các bạn. Đây là trên bờ kè của Chợ Gạo nè các bạn, đang làm bờ kè ở bên Chợ Gạo. Đây là những cần cẩu rất là cao luôn, đang làm bờ kè. Đây có một chiếc xà lan chở đá mi luôn các bạn, chở đá mi chạy về dòng sông Dàm Thị Hôn. Đang lưu thông kênh Chợ Gạo chạy về Dàm Thị Hôn các bạn, rất là nhiều xà lan chở đá luôn, xà lan hầm. Và đây có một chiếc xà lan hầm của Long An nè các bạn, bây giờ chạy về cầu Chợ Gạo lớn về Long An các bạn.
Ở đây có một xe lăn hầm chạy, vừa chạy đến cầu Chợ Gạo lớn rồi các bạn. Và đây là xa xa là cầu Chợ Gạo lớn ở Tiền Giang các bạn. Và đây có một chiếc xà lan hầm nữa các bạn, chở hàng khô. Đang chạy về phía cầu dây, chạy về Dập Kỳ Hôn các bạn. Và xa xa ngoài sao là có một chiếc tàu đầu kéo mà không có kéo hàng nha các bạn. Chiếc tàu đầu kéo không. Và đây có những chiếc xà lan chạy rất là nhiều trên dòng sông luôn, vào nước lớn buổi chiều hôm nay. Xà lan chạy rất là nhiều luôn các bạn. Đây là những chiếc xà lan hầm nè các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan của Tân Cảng chở những thùng hàng container rất là lớn luôn các bạn. Xà lan này của Tân Cảng rất là chiều dài luôn. Chiều dài tới 8 thùng container lần các bạn. Rất là dài luôn. Thường những chiếc xà lan của Tân Cảng này rất là lớn luôn các bạn. Chiếc Tân Cảng này của Bà Rịa các bạn, đóng 2019. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hạnh miền Tây.